cái này nữa đi ra đây là làm như tôi coi nữa, là đây phải kéo gắn vô cái này rồi, là cái gì mình gắn vô cái này để là mình không có giờ cái này đi rồi. Như để mình giờ cái này đi nó khó lắm. Rồi. Là mình làm cái hộp này lên nó ba cũng tắt rồi, cái này nó nhảy lên tới đây rồi. Rồi. Clip này là mình mời cả nhà trở lại với chiếc tàu đực ghe Đức Hà nha. Thì đang làm cái phần ở dưới hầm mái á, mình hãy cùng vô chi tiết nữa. Clip trước là mình có quay cái chiếc này cẩu mái ha. Để coi mấy ảnh làm gì nữa. Clip trước là mình quay cẩu mái ở cái bến đằng kia. Hôm nay là về bến nhà rồi. Đó. Mình xuống đây mình coi coi phần hầm mái coi. Rồi, máy Hino 146 chưa có đấu vô. Anh Lợi anh đang làm cái phần chân nền hộp số. Cái này có 3 ngày không anh Lợi? Ôi, tại anh tàu lao lao à, giỡn quá à. Anh Lợi cũng nổi tiếng nha. Về cái phần thợ cơ khí 3-4 ngày nữa mới chạy. Bắt cầu tô vô phần hộp số rồi cho nên cân nó dễ. Hộp số 9,5 tu, chân vịt của nó là 2m50, 5 cánh. Không cánh mỏng nó nhẹ tí. Bệnh chi nó giữ vậy? Cái nào? Nó không bệnh này nè. Bệnh này đi. Bệnh chết này nè. Anh lo làm nên giờ mấy em gì? Quay tăng này. Mốt nó là siêu qua đây đủ là tết máy rồi. Thôi. Khoảng chừng nào nổ máy vậy anh Sơn? 3 ngày. 3 ngày nữa ha. Ừ. Nổ máy chạy luôn phải không? Thử chạy vô nhà chạy luôn mày ơi. Nổ máy chạy thử. Nó chỉ biết rõ là chạy nó lại tao nghe đụng bỏ mày không chịu rồi. Vậy à. Hơi xét đó. Để chờ coi chiếc này chạy tốc độ của nó bao nhiêu. Mình có cái đồ đo 2 lý. Phần mềm đo 2 lý là chính xác đàng hoàng ha. Có chút xíu được không? Đúng xửng vậy mày. Xếp phát đi đi. Xếp lại đây nữa, tao bỏ lại bỏ rồi nữa. Nó gì xấu lắm. Còn thôi bỏ chùm ngoài đi. Trời ơi, gì gì? Xếp đi tâm chút. Rồi, ở đây anh Sơn cho làm cái phần chân nền thì sắt dày 2 phân ha. Rồi này sơn nước sơn, sơn chống xét không? Chứ rồi cho mình nó sơn hàng cũng ra đây. Chừng nào xong hết là sẽ sơn nước sơn 2 thành phần nha, sơn chống xét á. Xét vô mới được, bây giờ mình chưa được gọi chân sạch sẽ vệ sinh được. Em mới rồi. Anh Lợi anh ăn tiền công cái chiếc này nhiêu tiền vậy anh Lợi? 2 triệu. Nhiêu? 12 triệu hả? Tiền công làm chân nền là 12 triệu nha. Còn sắt thì anh Sơn anh mua riêng. Ở đây giá cả tiết lộ cho anh em biết luôn. Ở đây anh Lợi cũng lãnh đi chỗ làm xa luôn đó, tỉnh này tỉnh kia luôn đó. Làm Vũng Tàu luôn á. Có gì anh Lợi đi đâu đi siêu đi luôn á. Khi chở đi theo à. Nhìn nó dài chút á. Cái này phải giảm cho trình độ tấm ly á. Tạm lên. Hả? Cô học tôi vừa tới. Ủa vậy là anh Sơn trừ hao là 12 tu luôn phải không? Mình phóng đi vậy nó có xài đó thì sao. Ừ. Vậy mà chạy mà nó tốc độ mà nó nghe mình nó vừa. Mà nó không có tuổi thọ mà nó không có rung này nọ gì đó. Ừ. Chặt thì mình nó sau này mình đồn nữa thì mình đổi chứ chạy còn mà thấy dịch mà bự quá ghe nó hay yếu quá thì mình để nó chạy này. Ừ. Để được thì thành được ép quá thì cũng đó nó không chịu nổi. Cái phần bon thì dọn củi đi hết thôi, mình đi về thôi, quay đến đây thôi, ngày mai qua tiếp nữa ha. Hôm nay ngày thứ 2 rồi, bây giờ
mình xuống dưới hầm máy mình coi nữa, coi anh Sơn với anh Lợi thợ cơ khí làm tới đâu rồi. Lợi à, Hoàng ơi. Ờ, chú hiểu rồi Hoàng ơi. Chuẩn bị làm cái chân nền máy lớn. Chú ơi, cái ơi, chú ơi, đưa đúc cái điện vô cái ơi. Cái mặt đúc công điện hàng này vô cái. Đang đẩy nhanh tiến độ. Cái này khoảng 3 ngày nữa xong không anh Lợi? Xong. Có chứ Lợi. Có rồi. Chơi đi. Máy này đấu vô hộp số rồi. Hino 146, hộp số của nó là 9,5. Chân vịt của nó là 2m5, 2m5 đó, 5 cánh, nghe không? Cái phần chân nền này thì tiền sắt rồi tiền công bù lon con tán nọ vài chục triệu nha. Đâu? Nhìn luôn. Lấy lên khoảng anh Sơn ơi. Sắt dày 2 phân. Thấy rồi. Thấy rồi. Rồi. Đi đường nước nữa, chưa đâu. Hỏi gì là đường nước mình đi lên luôn hả anh Lợi? Ừ, đi lên luôn. Đưa 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 ra cái vô đá vô này coi sao. Rồi. Có vẻ chưa nè. Có rồi. Đưa vô đá vô cắt nữa. Cây láp của nó là 102 ly. Nói chung là chân vịt nhôm á, có vài trăm ký à. Cho nên là mình cũng không có cần lắp lớn cho lắm. À. Đang chờ đợi cái em này. Em này mà nổ lên là xóm làng chạy hết. Sợ lắm. Bệnh lỗ tai rồi. Hồi xưa thì người ta xài bánh chớn. Giờ ít ai xài bánh chớn lắm. Đấu thẳng vô hộp số luôn. Hứa à? Sao vậy? Nhập bớ đi. Hả? Gì? Không không? Không gì không? Anh được không? Cần đi luôn. Tí chữ E nóc á. Anh vô. Có đâu thổi ra đây được không? Thổi nắng đây được không? Nó nắng đây không? Vậy là cái đồ nghe của anh Sơn giờ là chỉ xài thẳng của anh Sơn. Đâu không rồi, xài hộp bỏ số nghe ấy chứ. Bỏ mấy cái miếng chấm bự chứ. Ừ. Chấm bự đó mà không biết thì xài. Kêu bắt gọi cho đúng không? Nó giật máy với một cái là nó chạy tàu lết rồi đó người ta được. Thì mình chạy tàu này cho nó nhẹ máy chút. Dạ. Lên ga cho nó ngon. Dạ. Em biết được anh Sơn. Ừ. Cái này còn 3-4 ngày nữa là xong. Gắng cố gắng qua em này chạy chạy thử nha. Không có chớ mà lên ga lẹ lắm. Dạ. Nạt bô rồi nó rầm rầm. Còn có chớ thì nó hơi lì chút. Chính. Chạy còn bay, chạy bay rồi chạy tới xanh giờ chạy bỏ chứ không phải đấu luôn. Dạ. Cái tốc độ máy nó lên có tốc độ không rồi đó. Vậy là cái lô này phải làm lại nữa hả? Làm lại hết trơn mới được anh. Dạ. Có dịch tá lã cho này. Không thì nói chung thì đổi máy mà cũng phải tốn đủ thứ chứ. Đủ nó khác hết trơn. Dạ. Đất đuôi gì tùm lum đó. Anh Lợi đang đo. Giờ mình sẽ xuống ghe mình coi nữa. Hôm nay là 3 ngày rồi. Để mình coi cái máy Hino 146 làm chân nền rồi đấu vô hộp số tới đâu rồi ha. Mấy anh thợ đang phía dưới. Vậy kìa, vậy là mày lấy cái sát trên của tao còn nè. Vậy là đang gắn bô lửa. Gắn cái đầu trên còn lại. Vậy là cái phần bô lửa này nè. Đã cắt ngắn nha. Đó, dài xuống gì đó. Nói chung thì ở đây là mình làm sao để tiết kiệm được không gian ha. Anh Lợi lãnh cái phần cơ khí cho nên là anh phải thiết kế sao cho nó êm đẹp.
Làm xong chiếc này còn làm chiếc nào nữa mà lại? Còn mấy chiếc nữa? Hai chiếc nữa. Vậy hả? Đang đo để cắt cái phần đó bỏ nha. Đó, cái bộ lửa là đó đó. Mình là chế sao là co cho cái đường co nó ra đó đó. Quý vị và các bạn đang xem chương trình ca múa nhạc do anh Lợi diễn viên chính trong buổi hôm nay. Cắt gió đá. Tôi xin nhắc lại nha, cái chiếc này bề ngang của nó là 3m9 nha, phần bụng á, phủ bì á, còn sau lái là 3m6. Nó chạy cái máy Hino 146 kèm theo là hộp số 9,5 tô, chân vịt của nó là 2,5 m, nhôm 5 cánh, phá vỡ mọi kỷ lục luôn. Bánh nó chấm nó rồi nó mới bánh tiếp. Rồi kiếm móc tiếp rồi không? Cái gì? Còn máy gọc cái xíu nó được không? Cái bộ lửa làm nó hàng cái co vô là xong ha. Rồi ok, chọn điểm rồi đó. Quất. Quốc. Sơn sơn gì là cái phần lô đó chế thì sao vậy Sơn? Nó mới làm một cái hộp. Làm cái hộp giống như này nè. Rồi. Hộp cái này nữa đi ra đây là làm với con con nữa, là đây phải kéo gắn vô cái này. Rồi. Là cái gì mình gắn vô cái này để là mình không có giờ cái này đi. Rồi. Để mình giờ cái này đi nó khó lắm. Rồi. Là mình làm cái hộp rồi nó lên nó ba bốn tấc rồi, cái này nó nhảy lên tới đây rồi. Rồi. Rồi đây phải mở được ra nó tùm lum hết á, không có. Giờ để vậy luôn. Để vậy luôn. Rồi. Để rồi cái là mình hạ làm cái vuông cái này lại. Rồi. Rồi ok, để chuyến này anh gắng cố gắng quay cái này coi coi thử coi làm sao. Để mình làm coi cho anh em coi coi cái nào góp ý được thì được nha. Dạ dạ. Sao cái này nhỏ rồi, nó nhỏ phải bắt buộc làm vậy thôi. Dạ. Cái đường kia đúng không? Nhỏ mà bắt buộc rồi. Cái gì kia ta lớn rộng rãi ta làm vậy rồi. Hai bên đã thấy không? Cài trong là cũng hàng được luôn phải không? Lính anh nghe ghê không kêu? Dữ quá. Dữ đó, ra Mỹ là chuyện cố, thử luôn.